Ba Mập xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Ba Mập nha. Mình đang đứng ở đây là cái gói này là gói xây lắp đường Vành Đai 3 qua địa bàn khúc này chắc có thể là qua Tân Thành Đông của Củ Chi rồi. Khúc này là nó giao giữa đường Võ Văn Bích với đường Vành Đai 3 đây. Sau này thì cái đường Võ Văn Bích này, khúc đoạn này là sau này Vành Đai 3 là với cái đường đường cao tốc một bài Tây Ninh đi về hướng Củ Chi thì nó cũng đi qua cái đoạn này luôn, cái đoạn tiếp giáp này luôn đây. Ở bên tay trái đây nó có cái khu dân cư này, khu này bỏ hoang. Biết ngày xưa chắc làm chắc đón đầu dự án, bây giờ nó bỏ hoang lâu lắc rồi. Cái phía trong đây là đang đóng cọc rồi, đang đóng cọc xây dựng là để mà làm cái đường Vành Đai 3. Hai bên này đất quá trời ngon luôn, bây giờ nó bỏ lâu lắc xây được có hai căn nhà mà nó bỏ hoang phía trước luôn à. Đây đang đóng cọc xây dựng nha cô chú anh chị. Hai cái máy đóng cọc ở đó, đóng cọc này có thể là chắc có thể là ở đó có một cái con rạch đó, sắt sau này chắc nó xây cái cầu, xây cái cầu hay là cống hộp đây, chắc có thể là xây cầu để mà đi qua được cái cống này, cái kênh này. Có thể là xây cái cầu, chứ còn làm cái cống hộp thì nó bí. Đường Vành Đai 3 này thì nó đi thẳng xuống dưới khúc dưới kia là cầu Bình Gửi, cầu Bình Gửi để đi qua Bình Dương, và cái đoạn còn lại thì nó đi lên tỉnh lộ 15, lên tỉnh lộ 15 và nó đi qua cái khúc đi luôn lên kênh Thầy Thuốc, rồi đi qua tỉnh lộ 15, rồi đi qua lên Hóc Môn, đi về Bình Chánh luôn. Từ giờ chuẩn xây dựng cái đường này là làm đường theo kiểu cái đường cao tốc nha cả nhà. Lúc này khu dân cư này phí tiền thì chắc ai mà đầu tư ở chỗ này bỏ hoang rồi, biết bao lâu rồi nói. Không biết là sau này sau khi làm đường Vành Đai 3 này với làm đường đường dẫn cao tốc thì không biết khu này nó có đầu tư lên không biết. Sau này có đầu tư lên không? Đây tưởng đâu có cái đường đi ra mà không có, cái này mình quẹo quẹo tới phải để mình đi ra cái đường hồi nãy. Biệt thự thì bỏ hoang, biết là như thế nào luôn. Xưa chắc xây mồi quá, xây hai cái biệt thự phía trước này để xây mồi quá. Đâu có ai ở đâu, xây lên để đó. Tỉnh lộ 15 này nếu mà mình quẹo qua tay phải á, thì mình đi về đường ổ lộn, cái đường này là đường lộn là tỉnh lộ 15, đường này là hiện quẹo trái thì đi về tỉnh lộ 15 nha. Còn quẹo tay phải thì mình đi đi về tỉnh lộ 9 đi Bình Dương rồi. Đây là xã này là thuộc về xã Tân Thạnh Đông về huyện Củ Chi cả nhà. Khúc này chắc có thể làm đường tiếp giáp để không biết là sau này có xây hầm chui hay là cầu vượt ở đây đó. Chắc xây hai cầu vượt quá. À.
À, đây là hàng rào của dự án nè, rào dự án, điểm tiếp giáp, điểm tiếp giáp giữa cái vành đai 3 với khu này đây. Xa xa thì đang có mấy cái trụ cầu, có mấy cái trụ đồ sắt cũng dễ lồi lên, cả nhà thấy không? Bên kia đường cũng có đường đường vành đai 3 đi tới đó cả nhà, đổ hai cái chiếc hai cái máy đóng cọc mà nãy mình nhìn đó. Hai cái máy đóng cọc nhìn thấy xa 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 xa. Bây giờ mình tiếp tục mình đi, giờ mình tiếp tục mình đi đi lên hướng tỉnh lộ 15 nha cả nhà. Không biết cái đường đường Võ Văn Bích này sau này không biết nó có mở rộng lên không, biết cái đường này thì nó nhỏ, chắc có thể là sau này nó mở rộng lên rồi đó, chứ còn đường này nó nhỏ xíu mà. Đi thẳng thì mình ra tỉnh lộ 15, mà nếu mà tới tỉnh lộ 15 á thì mình quẹo tay trái là mình đi về Hóc Môn, còn quẹo phải thì mình đi lên lên khu công nghiệp tiếp, lên lên Củ Chi, về thị trấn Củ Chi, tỉnh lộ 8 rồi. Nếu mà mình quẹo tay phải, quẹo trái thì mình ra cầu Sáng. Đường đường Võ Văn Bích này thì mấy cái xí nghiệp đồ, mấy cái xí nghiệp mà ô nhiễm rồi nó về đây mà xây rất nhiều, và mấy khu dân cư, mấy khu dân cư họ lúc mà điểm nóng của phát triển, điểm nóng của phát triển giá bất động sản rồi thì vòng vòng cái đường Võ Văn Bích này xây rất là nhiều luôn, những khu dân cư xây xong rồi bỏ hoang ở đó luôn. Đường Võ Văn Bích này lúc trước là nó khu đầm lầy rồi không, tức là sau khi mấy cái xí nghiệp rồi về đây rồi, rồi có công nhân rồi mới đỡ đỡ, rồi quay nguyên một cái nhà xưởng rồi cho thuê. Còn bây giờ đây mình ra đây là ra tới tỉnh lộ 15 rồi nha. Trên lộ 15 mà xa xa thì thấy có đang có mấy cái xe cẩu đồ đang xây dựng nè. Trước mặt chúng ta là cái điểm đó là điểm nút giao giữa tỉnh lộ 15 và đường vành đai 3 nha. Thì ở đây như cái khúc tỉnh lộ này cũng có xây hầm chui cầu nữa, chắc cũng vừa xây hầm chui vừa xây cầu luôn á. Tập trung rồi xe cẩu đây, mấy xe rồi tập trung ngay cái điểm giao này xây rất là nhiều. Bởi vì sao mà cái khu này nó có quy hoạch cái đường, mấy cái đường vành đai là với đường dẫn cao tốc rồi, bởi khu này nó đâu cho xây dựng đâu, mấy cái xưởng xung quanh khu này là mới xây dựng sau này đó, không biết chắc coi xây dựng không phép á, rất đa số không phép mà. Đất trống khu này rất là nhiều. Ui à,
đây, đây là tập trung đây máy móc và nhiều ghê luôn, đào xới rồi hai bên luôn, quá trời cẩu luôn, 7-8 cây cẩu nằm đây luôn á, bồn nữa, bồn bê tông, bồn bê tông có dự án đúc tại chỗ luôn, đổ bê tông làm bê tông tại chỗ luôn cả nhà. Máy móc rồi tập trung nhiều ghê luôn á. Bên tay trái này cái khu ngày xưa cái khu dân cư này làm bây giờ nó giống như thành khu dân cư ma luôn á. Giờ mình đi thẳng lại, đi ngược lại dự án. Nếu mà vành đai 3 này bên tay phải á, thì mình đi về hướng Hóc Môn, về Bình Chánh rồi luôn. Giờ tập trung máy móc vào khu này đào xới lên rất là nhiều luôn á. Đây hà xa nhìn cái hàng rào của dự án bên kia. Ở đây cũng nhìn được dự án nữa cả nhà. Cẩu mà giống như cánh trùng chuồng quá trời luôn. Đường né này mới xây dựng đây, không biết sau này nó có giữ hay không, không biết. Tiếp tục đi. Đường tỉnh lộ 15 này thì nó là cái đường chính mà đường chính sau quốc lộ 22 mà đi từ Hóc Môn đi xuống Củ Chi, đi về Hóc Môn xuống Củ Chi, đi về đi Tây Ninh rồi được luôn, đi Phú Cường Bình Dương, cầu Phú Cường Bình Dương luôn. Là chiều ngược lại cả nhà, nếu mà đi Bình Dương rồi đi ngược lại. Rồi bây giờ đây dự án xa xa đây đang đào xới đây cả nhà, khúc này là như chưa đổ cát, đào xới lên đây chưa đổ cát đây, này đất ruộng trống quá trời trống luôn, đất ruộng trống có thể là không cho xây dựng khu này luôn á. Giờ lên ruộng để hoang đó, giờ không biết khu này sau này có phát triển lên không biết. Tuy là huyện nó thuộc về hốc khúc này Củ Chi chứ, Tân Thịnh Đông Củ Chi nè. Đó, xa xa là bên tay phải là nãy bên kia cầu mình đang đứng đó cả nhà, xa xa bên tay phải là bên kia cầu mình đang đứng, giờ mình đi qua bên này xong nè, giữa hai bờ sông bên này sông với bên kia sông thôi. À,
là xe cuốc rồi múc đây, không biết ở bữa này sắp tới đây, không biết thành phố Hồ Chí Minh thì đang thiếu cát trầm trọng. Có những cái khu này giờ làm xong lên rồi để đó, chưa có cát để bơm vô. Không biết là sắp tới này giải tỏa như vậy, giải quyết cái bài toán cát rồi nó như thế nào. Đây cái dự án này nằm khúc này để băng ngay giữa cánh đồng luôn. Xa xa này đang những xe này không biết phải của dự án hay không chứ. Đóng chắc mấy cái khoan địa chất rồi. Lúc này cũng chưa bơm cát luôn cả nhà. Đất tính ra Hóc Môn Củ Chi còn đất khoan nhiều ghê luôn á. Đi giữa một cánh đồng. Đất trống còn nhiều. Nhìn này giống như cái một cái tỉnh nào ở miền Tây quá. Đường thì đất đỏ. Giống như là cảnh đường sông nước của miền Tây. Nhưng mà cái này là đã đang ở thành phố rồi cả nhà. Đang thuộc khu thành phố Hồ Chí Minh đó. Hai bên toàn là đất hoang, đồng bỏ trống rồi. Quá trời luôn á. Đây đất đá đồ này chắc đường đất này lúng quá, chắc của dự án, chắc họ đổ đất lên, đổ đá lên chứ. Và ra tới ngoài ngã ba hồi nãy mình đi vô rồi. Một bên tay trái này đang đập mấy cái nhà này đập ngay dự án luôn. Bên phải bên trái này chắc mấy cái nhà này sau này đập hết quá, còn cái nhà bên tay phải nữa. Bên trái này đập nát hết rồi. Đây, bên tay phải cái nhà thấy xa xa hồi nãy là cái đoạn hồi nãy mình đứng á. Vùng bên tay trái này cái nhà này là đã đập rồi. Mình quay ngược lại đây. Nát luôn, xa xa kia có cái chiếc xe đang múc hút, đang ủi gì. Cắt hút đất lên. Ở nhà kia đập đó cả nhà, đập nát rồi đó. Nhà bên tay trái này sau này chắc cũng đập luôn rồi, chắc luôn. À, cái đường đường thẳng đi tới luôn. Còn ở đây là mình đi vòng, đi bọc ra cả nhà. Không có đường đi thẳng nữa, là giờ mình bọc ra khúc này có dự án đây, hay là dự án đó tới đây cả nhà. Này là thuộc về xã Tân Hiệp của Củ Chi rồi.
Khúc này nó thuộc xã Tân Hiệp của Củ Chi cả nhà. Có lộn, Tân Hiệp của Hóc Môn là Củ Chi. Khúc này thuộc xã Tân Hiệp của Hóc Môn rồi. Nó thuộc về một cái xã khác, không còn Tân Thạnh Đông nữa, Củ Chi nữa, mà nó qua Tân Hiệp Hóc Môn rồi. Nó cũng thuộc cái gói gói xe lắp đi qua Củ Chi Hóc Môn á, qua thành phố Hồ Chí Minh thôi. Này bản này là bản của thông tin dự án này. Rồi video của mình xin kết thúc ở đây. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.